Công bố mới nhất từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết, lượng giao dịch bất động sản tại hai thị trường lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận thông tin tích cực trong tháng 4 này. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản thuộc Bộ Xây dựng, điểm sáng tại Hà Nội trong tháng 4 vừa qua là giá bán một số dự án nằm trong khu vực nội đô đã tăng khoảng từ 3-5% so với cùng kỳ năm trước, không có dự án giảm giá. Theo số liệu báo cáo của một số chủ đầu tư, số sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội có khoảng 1.250 giao dịch thành công trong tháng 4, tăng khoảng 6% so với tháng trước. Bên cạnh đó, nhiều dự án mới cũng tiếp tục được chủ đầu tư mở bán và được thị trường đón nhận tích cực. Những dự án được mở bán chủ yếu là tập trung ở khu vực các quận phía Tây Nam cũng như các quận Hà Đông, Hoàng Mai với hệ thống hạ tầng hoàn thiện đồng bộ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng giao dịch thành công cũng tăng khoảng 7% so với tháng trước. Với một số địa phương trọng điểm khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương thị trường bất động sản cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong tháng qua